Vâng, xin chào các bác. Xin chào các thứ anh trên video. Thì hôm nay em có bàn giao một chiếc Komatsu SD15-18 số sàn, nâng hạ cơ bản 4 lớp bụi. Xe này đem vừa sơn lại, bảo dưỡng lại ngon này rồi. Xe hoạt động rất ok, máy khỏe, thì lực khỏe. Nguyên zin nhập từ Nhật. Nguyên zin nhập từ Nhật. Càng 1-2 thôi, còn một khách. Chiếc này cũng em vừa mới sơn lại thôi, xe rất là đẹp, còn có xi-nhan đầy đủ. Tháp lưng 3m, xe thì dưới giờ đang kiểm đầy đủ hết. Các bác có nhu cầu mua xe lân nhập bãi như hình, hoặc là mua các bạn ở dòng từ 2 tấn từ 1,5 đến 4 tấn thì có thể liên hệ với em. Số điện thoại là 037 7 7 5. Em để dưới các màn hình. Các bác có nhu cầu thì xin mời liên hệ với em. Bãi em có rất nhiều xe, các bác có nhu cầu thì cứ alo thôi. Em mời các bác xem xe từ đã trực tiếp tại bãi á. Rất nhiều xe, đủ loại ạ, tầm về nào cũng có. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em thôi. Đó, tới các bác theo dõi ạ. Nếu các bác thấy video hay, em xin một like, bấm cái kênh, bấm chuông để làm những video mới của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.